ta sẽ đuổi theo hướng này, biết đâu hắn lại nghi binh chạy ra hướng đó. Ý kêu vẫn chờ ta. Ta không ngờ ngươi vẫn cho thuyền ở đây đợi ta, dù có thể gặp nguy hiểm. Tướng quân còn gặp nhiều nguy hiểm hơn. Chưa đón được tướng quân, thuộc hạ quyết không dời thuyền. Chim hồng học muốn bay cao phải nhờ ở 6 trụ xương cánh. Nếu không có 6 chiếc trụ cánh đó thì cũng là chim thường mà thôi. Cũng giống như ta có thể làm nên đại sự hay không là nhờ vào những thuộc hạ trung thành như các ngươi đó. Chúng ta phải rời khỏi chỗ này thật nhanh, vì quân giặc có thể vẫn đang truy đuổi người. Không ngờ hắn ta còn chuẩn bị cái thuyền để tháo chạy. Nhanh, nhanh báo cho đội thuyền chiến bao dây đường biển của bọn chúng cho ta. Quân giặc càng đưa nhiều thuyền chiến đến dây hãm, chờ cơ hội tấn công nước ta. Bọn chúng trốn đâu hết rồi? Chắc là thấy bóng dáng thuyền chiến vĩ đại của ta đã sợ hãi bỏ trốn hết rồi sao? Thế giặc đang mạnh, lực lượng thủy chiến của quân ta chưa nên phản công vào lúc này. Vậy hiện giờ chúng ta phải làm gì thưa tướng quân? Chúng ta nên án binh bất động chờ thời cơ. Ngươi cùng với các quân lính hãy canh giữ cẩn trọng và ra sức tập luyện để sẵn sàng chiến đấu khi thời cơ đến. Bẩm tướng quân, thuộc hạ muốn tự mình do thám xem lực lượng thủy chiến của quân giặc như thế nào để tìm thêm đối sách. Ngươi cứ tiến hành, nhưng phải cố gắng giữ an toàn đó. Thuộc hạ sẽ hết sức cẩn trọng. Khuya hôm đó, Yết Kiêu lén lút lặn xuống nước, nơi tập trung nhiều thuyền chiến của giặc để do thám. Đáy thuyền của chúng có chỗ rất hiểm yếu. Quân giặc là chủ quan, chỉ để quân lính trên thuyền, không cho quân lính canh gác coi chừng dưới mặt nước. Mình có cách rồi. Bẩm tướng quân, thuộc hạ đã tìm ra điểm yếu của quân giặc. Đêm nay xin người hãy cho thuộc hạ tấn công bất ngờ bọn chúng. Người muốn làm gì? Yết Kiêu, anh đi đâu giờ này mà lại cầm dùi cầm búa? Tôi đã tìm ra điểm yếu của quân giặc. Tôi muốn tự mình đi phá hủy thuyền chiến của bọn chúng. Một mình anh sao? Đúng rồi, tướng quân đã cho phép tôi. Chỉ có tôi mới có thể lặn sâu dưới nước lâu mà không bị bọn chúng phát hiện. Tôi đi đây. Sáng mai anh hãy cho quân lính đi nghe ngóng tin tức nhé. Anh hãy cẩn trọng, bọn giặc rất nguy hiểm và hung ác. Cả một đêm, Yết Kiêu đã dùng dùi búa đục thủng gần 20 đáy thuyền chiến của quân giặc. Chàng lấy dẻ nhét vào các lỗ thủng rồi buộc dây nối lại với nhau. Thấy trời sắp sáng, Yết Kiêu liền giật dây cho các nút dẻ ở các lỗ thủng rơi ra, rồi chàng nhanh chóng rời đi. Sáng sớm hôm đó, gần 20 thuyền chiến của quân giặc dần chìm xuống nước. Quân giặc hết sức hoảng loạn, lo ứng cứu những quân lính của chúng rơi xuống biển. Các ngươi nói cho ta xem, tại sao những thuyền chiến tốt nhất của ta lại bị chìm? Dạ không biết. Dạ không biết nữa. Dạ không biết nữa. Mà chìm nhanh lắm. Chắc bọn chúng được một phen mất hồn mất vía. Bẩm tướng quân, rạng sáng nay gần 20 thuyền chiến của giặc đã bị chìm ở cửa biển. Bọn chúng đang rất hoảng loạn. Đó chính là chiến công của Yết Kiêu. Thuộc hạ đã hoàn thành nhiệm vụ trở về. Người rất mưu trí và dũng cảm. Từ hôm đó, cứ đêm đến là Yết Kiêu lại lén lặn xuống đục thủng thuyền giặc. Mỗi đêm, chàng có thể đục thủng từ 20 đến 30 thuyền chiến lớn nhỏ của giặc. Rạng sáng, Yết Kiêu lại bơi thật nhanh rời đi mà quân giặc không hề hay biết.
Ngươi phải canh gác cẩn thận cho ta. Nếu ngày mai lại có thuyền bị chìm nữa, ta sẽ chém đầu các ngươi. Ta đã quá chủ quan khi không cho quân lính xuống dưới nước canh chừng, để cho đó phương cử người lén làm thủng hàng chục chiếc thuyền của ta. Ta đúng thật là sơ suất. Cử cho ta 10 thủy quân bơi lặn giỏi nhất xuống dưới nước kiểm tra. Ta muốn biết là người hay là quý thần đã phá hoại thuyền chiến của ta. Ở góc phía xa nơi quân giặc tìm kiếm, Ít Kiêu vẫn đang miệt mài đục thủng đáy thuyền chiến quân giặc, không để ý mọi chuyện xung quanh. Ít Kiêu không hề sợ hãi, chàng nhanh chóng tránh né sự tấn công của quân giặc rồi phản công lại. Với sức khỏe phi thường cùng khả năng bơi lặn hơn người, chàng đã nhanh chóng thoát thân. Sao cái tên đó đi lại dưới nước như là đi trên bộ vậy? Nó giỏi quá, không cần ngồi lên hơi như chúng ta. Nước họ có người tài giỏi đến như vậy sao? Chúng ta rút lui thôi, hắn xuất quỷ nhập thần rồi. Mặt nước mênh mông như thế này, làm sao tìm được hắn? Các ngươi tưởng ngăn cản được ta sao? Tên đó bơi lặn rất giỏi, chính hắn đã đục lũng thuyền của chúng ta. Hắn bơi lặn dưới nước như ở trên cạn vậy, tài chân rất nhanh nhẹn. Chúng tôi không đánh lại hắn. Nước của chúng nó có người giỏi bơi lặn vậy sao? Còn bơi lặn dưới nước như là đi trên đất bằng. Các người có nói quá không vậy? Chúng tôi chỉ nói đúng điều mắt thấy. Chúng tôi ai cũng bị thương, suýt nữa không giữ được tính mạng. Chỉ là một tên tép riêu mà không bắt được, làm sao ta có thể chiếm được cả nước của chúng nó đây? Thuyền lại chìm nữa rồi, thuyền lại chìm nữa rồi. Thuyền của ta, các ngươi phải nghĩ mọi cách để bắt được tên phá hoại đó cho ta. Ta sẽ cho lũ giặc các ngươi ăn không ngon, ngủ không yên. Đêm nay ta sẽ đến thăm các ngươi tiếp. Sau này bọn chúng lại yên ắng như vậy nhỉ? Bị mình dọa sợ thật rồi sao? Mặc kệ bọn chúng, mình tiếp tục làm gì thôi. Tướng quân đang bận chống giặc ở biên giới, mình phải lập nhiều công lớn để tướng quân yên lòng. Ít Kiều lại tiếp tục công việc đục thủng thuyền giặc. Khi làm việc dưới nước, chàng chăm chú đến mức không để ý xung quanh. Ít Kiều cố gắng dùng dãy nhưng không thể thoát được vòng dây lưới sắt của quân giặc. Đây chính là kẻ phá hoại thuyền chiến của chúng ta sao? Chỉ có một tên như ngươi mà phá hoại bao nhiêu chiến thuyền của ta sao? Đúng vậy, chính tay ta làm đắm thuyền của các ngươi. Thả hắn ra khỏi lưới sắt, trói hắn lại cho ta. Bẩm, nó khỏe lắm, tôi sợ nó sẽ trốn thoát. Nó mà nhảy xuống dưới nước thì như cá gặp nước, chúng ta sẽ không bắt kịp đâu. Ngươi giỏi như vậy sao? Ngươi dám dọa sợ những quân lính thủy chiến tinh nhuệ của ta sao? Ở nước ta, ta chỉ là người lính bình thường nên mới bị các ngươi bắt được. Nó bơi lặn giỏi như vậy, đánh nhau dưới nước cũng rất khỏe, sao là người bình thường được? Vậy những người giỏi ở nước chúng nó còn đáng sợ như thế nào nữa? Tất cả im lại cho ta. Hắn mới nói có một câu mà các ngươi đã sợ muốn bỏ chạy hết về nước rồi sao? Trong nước ngươi có bao nhiêu người có khả năng bơi lặn giỏi như vậy hả? Những người bơi lặn dở như ta thì cả trăm chiếc tàu của các ngươi cũng không thể chở hết. Vậy còn những người bơi lặn giỏi hơn ngươi? Những người đi lại dưới nước suốt 10 ngày đêm không lên thì có hàng vạn. Bây giờ ở dưới hết lớp này lên, lại có lớp kia xuống liên tục. Các ngươi đừng phí công dây bắt một mình ta. Nhà ngươi không muốn chết với lưỡi kiếm của ta rồi làm mồi cho cá dữ ngoài biển đúng không?
Làm người ai không ham sống sợ chết. Vậy thì ngươi hãy chỉ đường để bọn ta bắt hết những đứa kia. Ta không những là tha chết cho ngươi mà còn thưởng hậu hĩnh cho ngươi nữa. Ông nói thật sao? Nếu ngươi muốn, ta sẽ cho ngươi cùng ta chỉ huy đoàn thiền chiến hùng hậu này. Tối gì ngươi phải là một đứa bình thường tép riêu ở đây với khả năng bơi lặn giỏi như vậy chứ. Chờ đoàn thuyền chiến của ta chiếm được nước ngươi, ta sẽ đưa ngươi đi khắp các vùng biển lớn để ngươi mở mang tầm mắt. Nhanh lên, ta sẽ cho ngươi lựa chọn đường sống. Ồ, được thôi, vậy hãy theo ta. Hãy mang theo thêm nhiều lưới sắt nữa, ta sẽ chỉ chỗ cho các ngươi. Mang nhiều lưới sắt ra đây cho ta. Nhanh lên, phải bắt hết tụi nó trước khi trời sáng. Ta không muốn có thêm một thuyền chiến nào bị chìm nữa. Tranh thủ lúc bọn giặc đang nháo nhào đi gom những tấm lưới sắt, Ít Kiêu liền lao cả người cùng tấm lưới sắt xuống biển. Cùng tới đâu, bắn hắn cho ta. Nhảy xuống nước, bắt hắn lại cho ta. Nhanh lên. Cử thêm các thuyền tiến cho ta, lùng bắt bằng được. Các ngươi tìm thật kỹ trên bờ, dưới nước cho ta, để xem hắn trốn dưới nước được bao lâu đây. Dùng giáo thật dài đâm xuống nước, lùng bắt hắn. Chắc chắn là hắn đang trốn dưới nước, trong những bụi cây gần bờ kia. Trời sáng rồi, chúng ta rút quân thôi. Coi chừng lọt vào bẫy của chúng. Hắn ở dưới nước lâu như vậy, chắc là không sống nổi đâu. Dưới nước không thể giết được ta, nhưng ở trên bờ ta lại sắp kiệt sức vì mất máu quá nhiều. Cô là ai? Ta tên là Vân. Ta đang giúp chàng uống nước. Chắc chàng bị khát và kiệt sức vì mất máu. Xin thứ lỗi, ta đã mạo phạm. Chàng đã gặp nguy hiểm gì sao? Ta thấy chân chàng bị thương rất nặng. Nàng đã cứu ta sao? Sáng nay ta đi chợ sớm đổi cá lấy gạo. Trên đường về ta gặp chàng nằm ngất xỉu bên vệ đường. Ta đã tìm cha ta đến cứu chàng. Chàng trai này may mà gặp cha con ta nên mới được cầm máu kịp thời. Giờ chúng ta tính sao với người này đây cha? Nhìn vết thương trên đùi cậu ta, chắc chắn là đã đụng độ với kẻ rất độc ác. Chúng ta giúp người thì phải giúp cho trót. Trước mắt hãy đưa cậu ấy về nhà chúng ta, chờ cậu ấy tỉnh dậy rồi tính tiếp. Ơn cứu mạng của cha con nàng, ta quyết không quên. Cha con ta giúp người không cần báo đáp, chỉ cần cậu mau chóng khỏe mạnh là cha con ta vui rồi. Tạ ơn ông đã cứu mạng. Tôi có thể ra bên ngoài xem xét nơi đây là đâu không? Vết thương trên chân chàng mới chỉ đắp thuốc băng bó cầm máu. Chàng đừng cử động mạnh, sẽ lâu lành lắm. Cảm ơn nàng đã lo lắng. Ta thấy khỏe hơn nhiều rồi. Ông làm nghề chèo đò sao? Vợ ta mất sớm, ta ở dậy nuôi con gái. Cha con ta chèo đò đưa người sang sông. Khi rảnh rỗi thì bắt cua, bắt ốc, đánh cá, đổi lấy gạo muối sống qua ngày. Mẹ tôi cũng không may mất từ sớm. Cha con tôi cũng ở gần một dòng sông hiền hòa. Cha tôi tàn tật nên không đi đánh cá được, chỉ ở nhà đan lưới sống qua ngày. Tôi hàng ngày cũng đi chài lưới bắt cá nuôi cha. Vậy à, tại sao cậu lại bị thương? Không giấu gì ông, tôi tên là Ít Kiêu.
Nhờ tài bơi lặn nên đã được theo tướng quân đánh giặc. Tôi được tướng quân tin tưởng giao nhiệm vụ phá hủy thuyền chiến của giặc. Nhưng không may bị giặc bắt được. Tôi bỏ trốn thì bị giặc lùng sục, đâm bị thương. Bọn giặc thật độc ác. Chúng hết lần này tới lần khác xâm lược nước ta. Dù bị đánh đuổi tan tác, chúng vẫn quay lại đánh tiếp. Ta nghe nói lần này, chúng còn cho rất nhiều thuyền chiến bao vây nước ta ở các cửa biển. Hả? Ông cũng biết những chuyện này sao? Tôi đang rất nóng lòng, muốn quay về để hỗ trợ tướng quân. Vết thương của cậu chưa có lành. Nếu cậu hoạt động mạnh hoặc xuống nước sớm thì sẽ rất nguy hiểm. Cậu hãy cố gắng dưỡng thương. Khi cậu khỏe lại, biết đâu ta sẽ có cách giúp cho cậu. Xin hỏi, ông là ai? Tôi thấy ông không thể nào là một người lấy đò bình thường được. Con mời cha vào ăn cơm. Sao ta có thể nuốt nổi cơm khi cha con nàng phải ăn cháo nhường cơm cho ta? Cậu còn trẻ, lại cần ăn để nhanh lành vết thương, còn quay về giúp tướng quân làm việc lớn. Cha con ta chỉ nhường cơm cho cậu có mấy ngày thôi. Cậu đừng có ngại. Yết Kiêu tôi thề với trời đất sẽ không bao giờ quên ơn giúp đỡ của cha con ông. Dưới nước không có bóng dáng kẻ nào đến quấy phá. Mấy hôm nay thuyền của chúng ta không bị đắm nữa. Hắn chỉ là một tên nói láo. Sau khi bị chúng ta dây bắt thì sợ hãi trốn chui trốn nhủi, không dám quay lại nữa rồi. Bẩm, có tin cấp báo. Quân ta ở các vùng biên giới đã tràn qua tấn công ở nhiều nơi và đã thắng được nhiều trận. Tuy nhiên cũng bị thiệt hại nhiều binh lính. Vậy thì thủy quân của chúng ta chuẩn bị chiến đấu thôi. Đánh nhanh thắng nhanh, chiếm được đất nước của bọn chúng ta. Nghe lời động viên của cha nàng dân, Yết Kiêu yên tâm ở lại dưỡng thương. Chàng được cha con nàng dân hết mực chăm sóc. Một chú cá to ham ăn đã bắt câu. Chàng câu cá giỏi quá. Chắc chắn chúng ta sẽ đuổi được nhiều gạo để cho chàng ăn no. Ta muốn cả nhà chúng ta cùng ăn no với nhau. Ta không đành lòng ăn cơm, còn cha con nàng ăn cháo. Thời gian dần trôi, Yết Kiêu và nàng dân cũng thầm cảm mến nhau, nhưng không ai dám thổ lộ. Chàng câu cá giỏi, chài lưới cũng rất giỏi. Ta vốn làm nghề sông nước từ nhỏ, ta còn có tài bơi lặn, tay không xuống nước bắt cá nữa. Trước kia đất nước Thái Bình, ai ai cũng sống cuộc đời an vui, không phải chịu cảnh hiểm nguy, gia đình tan tác. Ta sẽ cố gắng cùng tướng quân đánh đuổi quân giặc ra khỏi bờ cõi. Khi đất nước Thái Bình, ta sẽ quay về đón cha ta và sống cuộc đời chài lưới bình dị như cha con nàng. Ta cũng mong chàng nhanh lập được công lớn, đánh đuổi sạch bóng quân thù. Cha con ta vẫn sẽ ở bến đò này đợi chàng trở về báo tin chiến thắng. Chàng đã ở dưới nước lâu rồi, có khi nào xảy ra chuyện không cha? Ta thấy Yết Kiêu quả thật có tài bơi lặn, con hãy kiên nhẫn và tin tưởng cậu ấy. Vết thương của chàng mới lành, chàng xuống nước đúng là như cá gặp nước. Nhưng mà chàng đã bơi rất xa và lặn dưới nước quá lâu rồi. Cuối cùng thì chàng cũng nổi lên, chàng làm ta lo quá. Hôm nay ta ăn cùng cha con ông bữa cơm chia tay, ta phải quay về để cùng tướng quân tiếp tục đánh giặc. Ta biết cậu rất giỏi bơi lặn, nhưng chỉ dùng sức người để phá hủy thuyền chiến của giặc thì không thể nào địch nổi. Ta biết vậy, nhưng hiện giờ vẫn chưa có kế sách hữu hiệu. Trước đây ta đã nói sẽ giúp cậu, giờ đã tới lúc rồi. Ta đã tò mò về thân thế của ông từ lúc mới gặp mặt. Ta vốn là một tướng nhỏ dưới trướng nhà vua trước đây. Ta đã kinh qua nhiều trận chiến chống giặc ngoại xâm. Khi tuổi già sức yếu, lại có thêm nhiều vết thương trong người, nên ta lui về ở ẩn.
Ta đúng là may mắn khi gặp được tiền bối. Ta đã làm nghề lái đò ở đây nhiều năm, tuổi già sức yếu không góp sức được, nhưng ta có một thứ có thể giúp cậu. Con đi lấy món đồ đó ra đây cho cha. Đây là tấm bản đồ do tự tay ta vẽ nên khi đưa đò ở bến sông này. Có chỗ có rất nhiều sắt, có thể giúp ích cho quan quân nghĩ kế đánh giặc đó. Tôi sẽ cầm bản đồ này về bẩm báo với tướng quân ngay. Chàng hãy giữ sức khỏe, ta đợi tin chiến thắng của chàng. Ta sẽ sớm quay lại báo tin chiến thắng cho nàng hay. Tướng quân, Ý Kiêu quay về rồi. Ý Kiêu còn sống. Bẩm tướng quân, Ý Kiêu tài hèn sức mọn, không may rơi vào tay quân giặc rồi bị thương nặng, nhưng được người tốt cứu mạng, nay mới dưỡng thương khỏe mạnh quay về tạ tội với tướng quân. Người khỏe mạnh trở về là ta mừng rồi. Ta không tin là ngươi đã đầu hàng quân giặc như bọn chúng rao khắp nơi. Thuộc hạ đã thề một lòng trung thành với tướng quân, suốt đời đi theo người phục vụ. Ta tin vào lòng trung thành và sự dũng cảm của ngươi. Có một người lính già lui về ở ẩn làm lái đò bên sông đã cho thuộc hạ thứ này. Chúng ta có thể tìm được nhiều kim loại quý để nghĩ kế đánh giặc. Vậy ngươi hãy đưa quân lính đi tìm và mang về đây. Dạo này quân giặc cho thuyền đi gây chiến khắp nơi. Chúng ta đang rất cực khổ đánh đuổi quân giặc trên bộ và cả dưới nước. Trời sắp sáng rồi, chúng ta hãy nhanh chóng quay về. Ý Kiêu, xin chàng hãy chờ ta. Sao nàng lại ra đây? Chàng đừng lên bờ, ở dưới nước sẽ ấm hơn. Ta biết chàng sẽ cùng quân lính đến đây thu thập sắc quý, nên rạng sáng nào ta cũng dậy sớm ra đây chờ chàng. Ta đang định bơi theo thuyền về cùng mọi người. Nàng ra đây chậm chút là chúng ta không thể gặp mặt rồi. Gặp được chàng là ta vui rồi. Ơn trời là chàng vẫn khỏe mạnh. Chàng hãy mau trở về đi, trời sắp sáng rồi. Ta đi đây, nàng nhanh chóng trở về nhà đi, trời lạnh lắm. Đó chính là kẻ đã đục lũng thuyền của chúng ta. Hắn vẫn còn sống, nhanh băng hạ hắn đi. Nàng hãy nhanh trở về đi, đừng lo cho ta. Nàng Vân, sao nàng lại chán mũi tên cho ta? Chàng quan trọng với nó dạ hơn ta. Chàng hãy bơi đi đánh lạc quân giặc, đừng để bọn chúng tìm được thuyền chở sắc quý của quân ta. Ta làm sao có thể bỏ nàng ở đây được? Chàng hãy rời đi nhanh lên, nếu không ta chết không thể nhắm mắt. Chàng nhất định sẽ đánh đuổi được quân giặc để đất nước thái bình. Nhưng mà dù vậy thì cảnh đẹp làm sao có thể hững hờ được. Bạc trắng sương bay điểm mái đầu, hồng tía ánh dương đái sông sâu. Ta đi ngao du đó đây cũng nhiều, mà chưa từng thấy điềm trì lạ thế này bao giờ. Có khi nào là núi thần xứ tiên chăng? Thật là kỳ lạ, ngay cửa bể thần phù lại có một trái núi thế này. Thần thức hả? Ta xem ngươi hôm nay chạy đâu cho thoát. Từ thức, ngươi đã làm cho ta mất hết sự nghiệp và của cải. Hôm nay ta phải tính sổ với ngươi. Tiên trách kỹ, hậu trách nhân. Ngươi muốn trách ta thì phải trách ngươi trước. Nhà ngươi tham lam, áp bức người dân, kết quả như ngày hôm nay là tất yếu rồi, còn trách ai được nữa. Để ta xem cái miệng của ngươi còn có thể nói đạo lý nữa hay không. Để xem phen này ai có thể cứu được ngươi. Bệ tướng, ngươi đã bị quân triều đình bao vây, mau đầu hàng đi. Ông không thoát được đâu. Ta không thoát thì ngươi cũng chạy thôi.
Đứng lại! Ở đây không có quân mai phục, ta sẽ tỉ ngươi đi trước. Tể tướng, một mau dừng tay đi, đừng làm càn mà tổ thêm nạn. Từ Thất, nếu mà Từ Thất có mệnh hệ nào thì tội ông sẽ càng nặng hơn. Mau tìm xem Từ Thất ở đâu. Từ Thất quên. Từ Thất. Ai à, đau quá. Đây là đâu? Lạ thật. Rêu phát sáng sao? Quanh đây chỉ toàn thấy đá và rêu, không biết thoát ra cách nào đây. Có ai ở đây không? Cứu tôi với! Cứu tôi với! Vũ Định Quân! Có ai không? Có ai không? Tôi là Từ Thất, xin cứu tôi với! Lẽ nào ta lại phải bỏ mạng ở đây? Kỳ lạ thật, hình như mình vừa thấy cái gì đó. Cái gì thế này? Mai chiếu thủy. Không lẽ những bông hoa này là từ nhà của ta hôm nào bay đến đây sao? Hoa bay vào đây được, có nghĩa là ở phía trên có đường thoát ra chăng? Nhưng làm sao để nhìn thấy khe hở nào trên đó đây? Xung quanh đây hả? Trời ơi, là một con đường. Không thể tin được. Con đường này dẫn đi đâu đây? Các ngươi muốn ta đi đường này hả? Thật là kỳ lạ. Dù sao thì mình cũng không có đường thoát nào khác. Thôi thì cứ đi vậy. Hắn ta tiêu tùng rồi, tìm nữa cũng vô ích. Thưa đại quan, chúng ta đã tìm cả một ngày rồi, vẫn không thấy gì. Thực sự là xương ở đây rất dày, nên có khi Từ Thất đại nhân đã rơi xuống hồ nước ngầm ở đâu đó và bị cuốn đi rồi cũng nên. Không thể nào, ta phải tìm được quân ấy. Không thì làm sao ăn nói với gia đình quân ấy đây? Thưa đại nhân, binh lính cũng đã rất vất vả và mệt rồi, chúng ta còn phải giải phạm nhân và phục mệnh nữa. Chúng ta có thể quay lại tìm sao mà. Thôi được rồi, chúng ta thu dọn trở về thôi. Ta sẽ quay lại tìm sao. Từ Thất huynh, ta sẽ quay lại tìm huynh. Ngươi sẽ không thể nào tìm lại chỗ này được đâu. Ông nói vậy là sao? Dạ, thưa đại quan, khi chúng tôi tìm hiểu vùng này để bắt Từ Thất thì ở đây là cửa bể thần phù và không có đảo này. Dân ở đây nói... Nói thế nào? Người ta nói là đảo này khi ẩn khi hiện, ai có duyên mới tìm thấy, nhưng chỉ thấy một lần, không có lần sau. Không thể nào. Từ Thất! Chào các cô, xin cho hỏi đây là đâu? Xin mời vào và tiếp kiến phu nhân của chúng tôi. Xin lỗi, nhưng cô nhầm ta với ai rồi? Ta bị lạc đến đây, xin hãy chỉ đường cho ta ra bờ sông. Công tử có phải tên Từ Thất không? Đúng vậy, mà sao các cô lại biết tên của ta? Thế thì đúng rồi, phu nhân của chúng tôi đợi ngài rất lâu. Xin mời đi theo chúng tôi. Sao họ lại biết mình? Mà phu nhân là ai? Thật là rối đắm, không biết có nguy hiểm gì không nữa. Nơi đây lạ lùng quá. Thôi thì tùy cơ ứng biến vậy. Trong lòng của ta ngay thẳng,
thì sợ gì mưu ma trước quỷ. Thế nào, Từ Thất tiên sinh đã đến rồi à? Kính chào phu nhân. Tôi Từ Thất chỉ là kẻ sĩ áo vải, sống nay đây mai đó. Hôm nay có phúc lạc vào chốn tiên cảnh, xin phu nhân chỉ giáo cho. Đây là núi Phù Lai, một trong 36 động tiên bồng bềnh ngoài biển cả. Tan hợp tùy duyên, chẳng biết sao được. Còn ta là địa tiên ở Nam Nhạc, cai quản chốn này. Thấy Từ Thất chàng là người có khí phách lại nhân nghĩa, nên mới làm phiền mời tới chơi. Phu nhân quá khen, tôi không dám nhận. Chàng không cần khiêm tốn, những việc chàng làm đã vọng đến cõi tiên này, làm ai nấy khâm phục. Nay đã quá bộ đến đây thì mời chàng ở lại tham quan. Nếu vậy cung kính không bằng dân phục, xin làm phiền phu nhân. Ta xin nhờ một trong những cô gái yêu của ta là Giáng Hương đưa Từ Thất tiên sinh đi tham quan tiên giới có được không? Cô... Thiếp là Giáng Hương, từng được chàng cứu ở lễ hội hoa năm ngoái, không biết chàng còn nhớ không? Tôi vẫn nhớ, thì ra là nhà nàng ở đây. Hai người nhớ ra nhau thì tốt lắm, ta phải đi có việc. Con hãy sắp xếp phòng cho chàng ấy và đưa chàng đi tham quan xứ Nam Nhạc chúng ta nha. Khi nàng nói nhà nàng ở Tống Sơn, ta không nghĩ là nhà nàng trên cả một hòn đảo thế này. Giờ chàng đã đến rồi, hãy đi tham quan nhà ta một chút. Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất! Từ Thất, Quỳnh đang ở đâu? Còn sống hay là... Bẩm đại nhân, không có dấu vết gì của Từ Thất hay hòn đảo hôm qua. Có đúng chỗ này hôm qua chúng ta đã bắt tể tướng cùng tay chân của ông ta không? Thật ra đại nhân à, hôm qua có sương mù dày đặc, chúng tôi chỉ biết đó là cửa bể thần phù. Còn việc có hòn đảo kia chính xác nơi đâu thì... Chẳng lẽ là tể tướng và tên bá nói đúng, hòn đảo kia là của thần tiên, không có duyên thì không gặp được. Từ Thất! Chàng thấy lạ lẫm đến thế sao? Thật sự mọi thứ ở đây ta đều cảm thấy lạ luôn. Nàng thấy ta ngốc lắm sao? Còn rất nhiều thứ kỳ dĩ, rồi thiếp sẽ dẫn chàng đi xem. Sao nơi này lại giống ở nhà chàng? Đúng vậy, khung cảnh này y hệt thư phòng của ta. Không biết gia đình của ta thế nào rồi, chắc là họ lo lắng lắm. Chàng nhớ nhà sao? Thư phòng của ta chỉ có cha ta hay vào thắp đèn, cho nên... Chàng muốn về nhà sao? Ta có về được không? Người và tiên giống như cá nước chim trời, duyên gặp gỡ cũng như là bèo trôi vậy thôi, không thể hứa có lần sau. Thiếp khó khăn lắm mới xin mẫu tiên mời chàng đến đây được. Chẳng lẽ chàng không muốn ở lại cùng thiếp lâu hơn một chút sao? Không phải, ta không có ý về luôn. Ta chỉ là muốn quay lại từ biệt phụ mẫu. Nhưng mà nếu nàng đã nói vậy thì... Nhưng chúng ta có thể báo mộng cho gia đình của chàng. Thật sao? Chàng hãy đi cùng thiếp. Giáng Hương! Giáng Hương! Từ Thất! Từ Thất huynh! Ta tìm huynh mãi! Cha mẹ và em gái vẫn khỏe chứ? Đương nhiên là khỏe rồi. Vũ Định rất lo lắng cho chúng ta. Đa tạ huynh, đa tạ huynh rất nhiều. Huynh đã lo lắng cho gia đình của ta. Huynh làm sao vậy? Sao huynh không về nhà?
Ta đang chu du thiên hạ, sẽ có ngày về thăm mọi người. Xin làm phiền huynh thỉnh thoảng thăm hỏi cha mẹ của ta. Thôi thì làm trai chí tại bốn phương. Nợ nước con đã trả xong, cứ đi cho thỏa chí tan bồng. Dù sao thì cha mẹ cũng luôn nhớ thương con và chờ con trở về. Chúng ta ngồi vào bàn ăn một miếng đi con. Món cá lóc kho mẹ con làm đó, con vẫn thích ăn mà. Cha, Vũ Định huynh, người này là... Dạ, cháu chào bác. Có việc gì mà cháu tới sớm quá vậy? Dạ, bác, về việc Từ Thức huynh thì đã một năm rồi, chưa tìm được tung tích của huynh ấy. Cháu biết gia đình bác đã khổ sở nhiều. Thôi, cháu đừng nói nữa. Bác biết cháu cũng đã cố gắng hết sức rồi. Đêm qua, bác mơ thấy Từ Thức đó. Dạ, bác cũng mơ thấy Từ Thức huynh hả? Cháu nói vậy là sao? Cháu cũng mơ thấy Từ Thức à? Chào Từ Thức công tử. Đây là Lưu Ly, chị em của thiếp. Cụm qua thiếp cố ý bẻ lần trước, chính là do Lưu Ly quá thành, nên thiếp phải hái để cứu em ấy. May mà sau đó có chàng cứu thiếp. Cảm tạ ơn công tử cứu mạng hai chị em tôi. Không cần khách sáo, chuyện qua lâu rồi mà. Công tử không biết chuyện đó nghiêm trọng thế nào đâu. Hôm ấy em đã dùng nhiều linh lực để hóa phép. Nếu chị Giáng Hương không được công tử giải cứu để đưa em về nhà kịp thời thì em không trở lại làm tiên đường nữa đâu. Em sẽ phải làm mẫu đường thêm 300 năm nữa đó. Em đến tận đây để tìm ta sao? Phải rồi, em quên mất. Mẫu tiên sai em đến báo chị biết tối nay có tiệc chúng tiên đều đến. Mẫu tiên mời cả Từ Thức công tử nữa đó. Thì ra cả bác và cháu đều cùng mơ một giấc mơ. Quá là lạ lùng. Chắc là Từ Thức đã cố báo mộng với chúng ta rằng nó vẫn an toàn và nó sẽ trở về. Ít nhất huynh ấy cũng đang làm điều mình hằng ao ước. Thưa bác, cháu và Từ Thức huynh thân như anh em. Xin hãy để cháu được thay huynh ấy chăm sóc gia đình bác. Ok, Vũ Định. Xin bác hãy nhận cho. Nếu không thì cháu không có an lòng. Mà Từ Thức huynh trở về, cháu cũng không biết nói làm sao. Thôi được rồi, nếu cháu đã nhất định như vậy thì bác cũng rất vinh dự có người con nhiệt thành như cháu. Cảm ơn cha. Tốt lắm, tốt lắm. Cảm ơn con. Xin giới thiệu cùng chúng tiên, đây là chàng Từ Thức tôi đã nói với mọi người từ trước. Một người phàm thật là thú vị, chúng ta đã nghe nhiều về ngươi. Bụi hồng trần ngươi chẳng dương mang, chi bằng ở lại đây sống cùng quần tiên, giữ mãi cái cốt cách trong sạch ấy. Từ Thức, ngươi thấy thế nào rồi? Nếu muốn, ngươi có thể ở lại đây mãi mãi. Nhưng ngươi biết đó, ngươi vẫn không phải là tiên, cũng không còn hẳn là con người. Do vậy những suy tư, tình cảm của ngươi đối với Hồng Trần đều không thể duy trì được nữa. Thưa mẫu tiên, thưa các tiên, đa tạ các vị đã quý mến và mời tôi đến đây. Dù chỉ mới ở đây được một ngày, nhưng nơi này thực sự rất đáng sống và đáng ước ao. Nhưng giống như ngài đây vừa nói, tôi cũng chỉ là người phàm. Với cách sống thích đi đây đó chu du như tôi, thì tiên giới hay là hạ giới đều không khác nhau chi cả.
Chỉ là... Nghĩa là sao? Chúng ta đều biết duyên trời khó đoán, nhưng lựa chọn của con người cũng đâu biết trước được. Đúng rồi. Thưa mẫu tiên, tôi cũng chỉ mong có người đồng hành trên bước đường đời. Tôi xin được hỏi Giáng Hương làm vợ. Ta đồng ý gả Giáng Hương, con gái ta, cho chàng Từ Thức. Mong rằng hai người sẽ đồng hành cùng nhau trên đường đời. Đa tạ mẫu tiên, con sẽ chăm sóc Giáng Hương thật tốt. Thấm thoát, Từ Thức ở lại tiên giới đã được 3 năm. Đã đến rồi sao? Mau ngồi xuống đánh cờ đi. Mời tiên ông đi trước. Thế nào, nhớ nhà hả? Không giấu gì tiên ông, Bồng Lai tiên giới tuyệt vời. Thông dòng bốn bể, sống đời ngao du. Thoáng chốc nay đã 3 thu, bâng khuâng lòng vẫn tương tư nhớ nhà. Nhớ quê nhớ cánh đồng xa, gió len ngọn lúa thiết tha rì rào. 3 năm, ngươi ở tiên giới 3 năm rồi sao? Đúng là thời gian. Cho dù ở hạ giới hay tiên giới thì cũng nhanh như bóng câu qua cửa sổ. Dạ, cháu cũng không ngờ là nhanh như vậy. Mỗi ngày đều đi đến những nơi mới lạ, học biết những điều hay ho. Nếu không nhờ tiết trời thay đổi, cháu cũng không nhớ thời gian nữa. Hôm nay tiên ông hẹn cháu đến ranh giới với Trần Gian để cháu nhìn xem cảnh này sao? Nếu ngươi không còn nặng lòng với người hạ giới thì chúng ta ở đâu có khác gì nhau. Ta tuy là tiên nhưng cũng thích ngắm nhìn trần gian muôn màu muôn vẻ. Có lúc hỗn loạn, cũng có lúc êm đềm như buổi chiều câu cá, quây quần bên gia đình ăn cơm vậy. Cháu như ngửi thấy mùi cá kho của mẹ đâu đây? Chàng đã về. Mẫu tiên đến chơi. Từ Thức, chàng làm sao thế? Sao thấy chàng không được vui? Lúc chiều đi đánh cờ với tiên ông vẫn còn vui vẻ kia mà. Ta... Dạ thưa mẫu tiên, con muốn xin được về thăm nhà. Từ Thức con, ở đây con có gì chưa vừa lòng, hay Giáng Hương đã làm gì trái ý con? Hãy cho ta biết cớ sao lại đòi về Trần Gian. Thưa mẫu tiên, suốt thời gian con ở đây được đối đãi rất tử tế. Giáng Hương và các tiên cũng rất tốt với con, nhưng mà thật lòng con vẫn canh cánh nỗi nhớ nhà. Thương cha mẹ già chắc vẫn đang ngóng trông tin con. Con nói sao, chàng ấy cũng không nguôi nỗi nhớ nhà, ngày càng ủ ê buồn bã héo hon. Xin mẹ hãy chỉ cho con phải làm thế nào. Không ngờ anh ta còn dương vấn Trần Gian đến thế. Thôi, cứ để cho anh ta ra đi, con cũng chớ buồn làm gì. Ta gặp cha mẹ và em gái xong sẽ trở về ngay, không lưu lại vài ngày đâu. Nàng cứ yên tâm. Thôi mà, nàng không muốn nói lời từ biệt ta sao? Chàng nhất quyết muốn về nhà sao? Giật đổi sao dời, kiếp người chóng qua, chàng có về cũng không tìm lại được người cũ cảnh xưa đâu. Chàng hãy ở lại tiên giới đi, nơi đây còn nhiều điều chàng vẫn chưa biết hết. Ta sẽ quay lại. Hay là nàng đi cùng với ta, chúng ta cùng đi ngao du khắp nơi, bất kể là tiên giới hay là hạ giới. Chỉ cần đi cùng với nhau vậy là đủ rồi. Chàng biết thiếp không đi được mà. Lần trước thiếp gặp nạn ở hạ giới đã tổn thương nguyên khí rất nhiều. Bây giờ rời khỏi tiên giới, thiếp có thể không quay về được nữa. Vậy ta quay về rồi, còn có thể quay lại gặp nàng nữa không? Thiếp không biết. Đảo Nam Nhạc trôi nổi bồng bềnh, việc gặp lại chỉ nhờ duyên trời mà thôi. Chàng hãy bảo trọng. Khi nào về đến Trần Gian, chàng hãy lấy ra đọc. Tạm biệt nàng.
đã lâu không đi xa khỏi động tiên, làm ta cảm thấy lo. Mai, cháu có biết nhà ông Từ trước kia làm quan tứ phẩm đã về hưu rồi không? Nghe lạ quá à. Có thể do cháu còn quá bé nên không biết đó. Vậy trong làng có ai họ Từ không? Dạ có. Có một ông họ Từ đang canh giữ đình thần cho làng. Đình thần hả? Nằm ở đâu vậy? Cháu đưa ta đến đó có được không? Được, chú đi theo cháu. Kỳ lạ thật. Sao nhà cửa trông vừa quen vừa lạ? Rõ ràng là cái đa đình làng thì quen, mà đường về nhà thì lại không như trước nữa. Đình thần ta cũng mới nghe đây. Đình thần đây nè. Ông ơi ông, có người tìm. Chẳng lẽ là cha mình đến đây giữ đình thần sao? Hả? Người này là ai vậy? Chú ấy tìm người nhà họ Từ. Ông là người nhà họ Từ sao? Đúng vậy, cậu tìm ai? Ông có biết nhà ông Từ trước đây làm quan tứ phẩm không? Vậy ông có biết Từ Thức không? Từ Thức hả? Thuở nhỏ tôi có nghe cha mẹ kể về một cụ tam đại nhà tôi cũng tên là Từ Thức. Ông cụ làm quan lục phẩm đời vua Trần, nhưng sau này từ quan rồi đi vào hang núi mất tích, đến nay cũng đã hơn 100 năm rồi. Vậy bây giờ đang là đời vua nào rồi? Đã qua mấy đời vua Lê rồi chú. Cậu có sao không? Sao cậu lại hỏi về cụ Từ Thức vậy? Giật đổi sao dời, kiếp người chóng qua, chàng có về cũng không tìm lại được người cũ cảnh xưa đâu. Không, xe mây hãy khoan biến mất. Hãy đưa ta về cùng Giáng Hương đã. Đợi đã. Kết lứa trong mây, duyên xưa đã hết. Tìm non tiên nơi khóc bể, dịp khác còn đâu. Thôi, vậy là từ nay không còn có thể gặp lại người xưa được nữa. Cái gì thế này? Các người là ai? Anh Châu, em hết tên rồi. Không xong rồi. Các anh chạy trước đi, em sẽ ở sau hỗ trợ. Từ lúc nào mà nó giỏi như vậy chứ? Chúng ta chạy đi đâu bây giờ? Em thấy phía trước có lâu đài, mau tới đó xem sao. Nguy rồi, chúng ta lọt vào giữa một cuộc chiến như thế này, mình nào cũng tưởng ta là địch cho xem. Các anh, chúng ta mau vào thành kia thôi. Mau lên, chẳng còn cách nào khác đâu. Ai kia? Thần không biết ạ. Trông lạ quá, không biết từ đâu xuất hiện. Không hiểu phe ta hay phe giặc mà mạnh vậy. Để chạy về hướng này, bỏ mọi người sẵn sàng tử chiến. Tuân lệnh. Ông cộng lại. Các anh, mau chạy vào thành. Em trả tôi còn ngoài đó. Không được, bọn giặc sẽ tràn vào thành. Các ngươi là ai? Phá vòng dây bọn giặc rồi nhảy vào thành để làm gì? Chúng tôi là hoàng tử của Dương quốc phía nam, đi qua đây có việc. Không ngờ bị kẹp giữa cuộc chiến của hai nước thế này. Tâu bậy hả? Có khi là kế của bọn giặc cài người vào do thám chúng ta. Cũng phải. Hay là giết chúng đi. Khoan! Tôi sẽ cầm quân đánh đuổi giặc cho các vị. Quân giặc quá mạnh. Quân đội ta liên minh 3 tiểu quốc còn không đánh lại được. Dựa vào một mình ngươi ư?
Nếu tôi làm được thì sao? Thì ta sẽ trọng thưởng, tiễn các ngươi về tận quê nhà. Thế nếu các ngươi nói dối, thì chúng ta sẽ giết tại chỗ. Có được hay không? Tôi nhận lời. Các người thấy đó, chiến tranh kéo dài khiến dân tình lầm than đói khổ quá rồi. Nếu không phải ba nước chúng tôi liên minh lại thì có lẽ đã thua từ lâu. Xin ngài cho con một chút đồ ăn. Một chiếc bánh nhỏ làm sao cứu được cơn đói của họ. Xin ngài đừng lo, chiếc bánh này ăn mãi không bao giờ hết. Hãy để tôi giúp dân của ngài. Vậy là nhờ bánh thần của hoàng tử Jem đây mà dân chúng hầu như đã được no nê, thưa chư vị. Thứ lỗi cho chúng tôi quá đa nghi. Các ngài biết đó, chúng tôi chỉ là tiểu quốc nhỏ, bị bọn giặc tấn công bất ngờ. Binh lính của chúng tôi cũng chỉ là nông dân không được thao luyện kỹ càng. Thành ra ba nước chúng tôi liên minh lại mà vẫn không thắng được chúng. Thật là xấu hổ. Quả là thế giặc rất mạnh, thưa chư vị. Nhưng kiếm của tôi là kiếm thần bất bại, dù thế nào cũng sẽ giúp được các chư vị đánh thắng quân giặc. Thì ra là vậy. Hèn chi mà kiếm thuật của nó cao cường như vậy, anh còn đang thắc mắc. Các hoàng tử có lẽ đã mệt sau cuộc hành trình dài, xin hãy nghỉ ngơi ở lâu đài khiêm tốn của ta trước trận đánh ngày mai. Xin cảm ơn chư vị. Chúng thần xin cáo lui. Anh còn ăn nữa sao? Lúc nãy ở bàn ăn, anh đã ăn 3 con gà kia mà. Ăn thêm một chút trước khi ngủ thì có làm sao? Mấy ngày nay căng thẳng quá rồi. Lúc bị bỏ bùa trên núi, anh không biết đã nhịn đói bao nhiêu ngày. Anh không thấy lo sao? Lo cái gì? Jem, em trai chúng ta. Nó đã tìm được nước trường sinh, có kiếm thần và bánh thần. Rồi cha sẽ yêu thương nó hơn chúng ta. À, phải rồi. Cha sẽ truyền ngôi cho nó. Giờ anh mới nhận ra điều đó sao? Không thể để vậy được. Từ giờ tới lúc về nhà, chúng ta phải tìm cách lấy nước trường sinh. Anh biết gì không xấu? Chiến tranh đôi khi không đoán trước được. Hả? Vậy là sao? Ngày mai. Kiếm thần, hãy giúp ta đem hòa bình về cho đất nước này. Ta không thích đánh nhau, nhưng để trở về nhà thì chúng ta phải thoát khỏi cuộc chiến này. Ngày mai chắc sẽ khó khăn lắm đây, nhưng ta phải chiến thắng để trở về nhà cứu cha và để gặp lại Gloria. Trộm lấy kiếm thần. Đúng, ngày mai không có kiếm thần, thằng Jem chắc chắn không còn có thể quay về nhà được nữa. Và chúng ta sẽ thắng trận. Anh đừng có điên. Chúng ta sẽ lấy kiếm thần để mà thoát khỏi cuộc chiến này rồi về nhà. Tại sao chúng ta phải giúp bọn tiểu quốc này làm gì chứ? Được, được, anh hiểu. Mau lên anh trai, bọn giặc tấn công chúng ta giữa đêm. Suýt nữa thì... Hả? Sao? Sao trăng gì nữa, thất bại rồi. Đợi tính kế khác thôi. Ê,
Đồ đánh lén. Theo hiệp ước này, các ngươi phải lập tức rút quân và không được động binh nữa. Hãy lấy danh dự của nhà vua các ngươi ra mà thề đi. Thần xin thề bằng danh dự của nhà vua của thần và tính mạng của thần. Từ nay, sẽ không bao giờ thần còn xâm chiếm các tiểu quốc của ba vị nữa. Nhờ có hoàng tử Jem mà chúng tôi đánh thắng quân giặc. Xin hoàng tử hãy ký vào hiệp ước này như là người làm chứng cho hòa bình của bốn nước chúng tôi ngày hôm nay. Tôi rất hân hạnh. Nâng ly mừng hòa bình giữa các vương quốc. Cảm ơn cậu hoàng tử Jem. Lòng quả cảm và tốt bụng của cậu đã cứu ba vương quốc của chúng tôi thoát khỏi cảnh binh đao loạn lạc. Ngài đừng nói vậy, ai trong tình cảnh của chúng tôi cũng sẽ làm thế thôi. Cậu đừng khiêm tốn. Với người khác có kiếm thần trong tay thì họ có thể mở đường mà thoát khỏi đây, nhưng cậu thì ở lại đánh giặc và còn giải hòa giúp chúng tôi. Rồi đây chúng tôi xây dựng lại vương quốc và sang nước các cậu để báo đáp. Chư vị không cần khách sáo đâu, các vị đã tặng anh em tôi chiếc thuyền đầy đủ tiện nghi này để trở về nhà là đủ rồi. Được rồi, các hoàng tử cứ yên tâm trở về đi, chúng ta sẽ còn gặp nhau nữa. Cuối cùng cũng được trở về nhà. Phải đó, hy vọng chúng ta không còn gặp trở ngại gì nữa. Dù có là trở ngại gì thì chúng ta cũng đương đầu, có gì mà phải sợ. Anh thì có đụng tay vào việc gì đâu. Hào Quang đã dành cả cho em út tài giỏi của chúng ta. Jem, nói vậy là sao hả? Chứ còn sao nữa, Jem đã có kiếm thần trong tay, tìm cả được nước Trường Sinh để cứu cha. Thế thì người kế vị hẳn phải là Jem chứ. Em thôi mà, Đức Anh cứ đùa em. Anh Joe luôn bảo vệ em, còn anh Jem đã gọi em dậy lúc chúng ta bị tấn công còn gì. Anh đề nghị chúng ta làm một bữa tiệc nhỏ tối nay. Làm gì? Để mừng anh em ta tai qua nạn khỏi, mừng cho Jem vừa đánh thắng trận. Cũng phải, Jem trước giờ có bao giờ đánh thắng anh đâu. Các anh, nâng ly với em, để em cảm ơn các anh đã đồng hành cùng em trong hành trình vừa qua. Em rất cảm động tình anh em của chúng ta, hy vọng nó sẽ luôn bền chặt. Hãy nâng ly một lần nữa nào, vì chuyến khải hoàn gian dội sắp tới khi chúng ta trở về. Jem, Jem, sao rồi? Ngủ say như chết rồi. Lần này em đã tính đúng đó chứ. Hay thật. Mà tại sao chúng ta cũng uống mà. Châu ơi Châu, anh thật là... Em bôi thuốc ngủ sẵn vào ly của nó rồi, tại sao em phải cho thuốc ngủ vào nước uống kia chứ? Em quá là thông minh. Vậy giờ sao? Chúng ta làm gì với nó đây? Anh phụ em một tay nào. Đây rồi. Anh làm gì vậy Châu? Anh muốn lấy cây kiếm thần của nó. Nhưng sao? Nó cứng và nặng quá, anh không nhấc lên được. Kỳ lạ, sao nặng dữ vậy? Để anh kéo lên, em ra sau phụ anh đi. Không được rồi, bây giờ làm sao? Kệ nó đi anh ạ, chúng ta lấy nước Trường Sinh cũng đủ rồi. Nhưng nó phát hiện ra thì... Nếu nó thách đấu thì làm sao chúng ta đánh lại? Hay là chúng ta quăng nó xuống biển và nói với cha rằng nó đã chết? Anh điên à, chúng ta sẽ... Ồ, anh hiểu rồi. Giờ thì anh và em giả bộ ngủ quên y như Jem vậy. Ôi, nhức đầu quá. Sao mình không nhớ gì về hôm qua vậy? Thưa hoàng tử, đã đến đất liền rồi ạ. Anh Jem, anh Joe, chúng ta tới nhà rồi, mau dậy đi.
gì mà mới sáng ra? Các anh mau chuẩn bị thôi, chúng ta về tới nhà rồi. Thật sao? Đúng vậy, chúng ta sắp được gặp phụ hoàng rồi. Bái kiến phụ hoàng. Chúng con đã trở về. Chúng con đã tìm được nước trường sinh để chữa bệnh cho phụ hoàng đây. Miệng lễ các con của ta. Ta thật mừng khi thấy các con đều an toàn trở về nhà. Kìa Jem, em mau đưa nước cho phụ hoàng đi. Thưa phụ hoàng, người hãy cố gắng uống nước trường sinh này. Mặn quá. Thuốc đắng giả tật mà phụ hoàng, người uống thêm một ít nữa coi sao. Ta đau quá. Phụ hoàng, không xong rồi, bệ hạ đang nguy kịch. James, em cho phụ hoàng uống nước gì vậy? Em không hiểu. Như vậy là sao? Phụ hoàng, người hãy uống nước này đi. Đó là... Ê, mày định làm gì hả James? Ôi trời ơi, ta như vừa tỉnh lại sau cơn ác mộng. Thật khủng khiếp. Phụ hoàng, người thấy thế nào? Ta thấy khá hơn rất nhiều, gần như là khỏe hẳn, không hề đau đớn chút nào. Đúng vậy. Người đâu? Mau giam hoàng tử cha. Tại sao? Chẳng lẽ đó không phải là nước trường sinh sao? Hai anh ấy lấy nước trường sinh ở đâu? Vào lúc nào? Ai? Hả? Anh Châu? Em trai ơi là em trai, chú em cũng thật tham lam. Chẳng lẽ chú muốn có được ngôi báo từ phụ hoàng mà gạt hai anh đi như vậy sao? Anh nói vậy là sao? Chú em mày không qua mắt được các anh đâu. Chắc không thể tin được xem lại là người như vậy. Con cũng không ngờ con và anh Châu cũng đã cất công tìm thấy nước trường sinh. Nhưng khi James nói nó đã tìm được thì tụi con cũng không nghi ngờ gì. Con nghe nói James đã tìm được cái kiếm độc ác mà nó luôn đeo bên mình để ám hại người khác dễ dàng, nên rõ là nó có âm mưu hại cha. Sao anh lại có suy nghĩ đó? Nếu anh hay James muốn thay em đưa nước trường sinh cho phụ hoàng, có thể nói với em một tiếng mà. Nhưng công trạng thì vẫn thuộc về mày, đúng chứ? Không, không. Chúng ta không có đủ để chia nhau đồng đều, phải không? Ở trên tàu, con ngờ là có lúc nó cũng đã muốn hại con và Châu, nhưng tụi con đã rất đề phòng. Thôi thôi, con đừng nói nữa. Thật là chỉ một chiếc ngai vàng mà anh em lại trở nên như vậy. Ta thật quá đau lòng. Cha định xử lý cho em thế nào à? Thế này em trai à, tao và Jim sẽ bốc thăm một đứa thừa kế ngai vàng của cha, còn một đứa sẽ trở lại đất nước của Gloria để cưới nàng ta và trị vì vương quốc ấy. Anh không thể làm vậy với Gloria. Hãy đợi tới lúc chú thoát được thì hẳn nói. Ta đã không đề phòng, người lùn đã cảnh báo mà ta không thèm nghe. Bây giờ làm sao ta có thể thanh minh cho mình đây? Còn Gloria, người hãy đi thực hiện ý muốn của ta. Thưa phụ hoàng, đó đã là ân huệ cuối cùng người dành cho hoàng tử Jem rồi. Một năm sắp trôi qua, lâu đài của ta đã khang trang hơn trước. Không biết liệu hoàng tử ấy có nhớ quay lại đây không nữa. Thưa công chúa, mọi việc chuẩn bị đã hoàn thành, ngày mai chúng ta có thể khởi công. Được lắm, ta muốn con đường giác vàng này phải băng qua kinh thành đến tận bì rừng. Tuân lệnh công chúa. Thưa hoàng tử James, đức vua lệnh đưa người đi để hỏi chuyện thêm. Phụ hoàng chịu nói chuyện với ta rồi sao? Mời hoàng tử. Phụ hoàng đâu? Đây đâu phải là đường về lâu đài. Bẩm hoàng tử, hôm nay bệ hạ đi săn,
nên cho mọi người đến hỏi chuyện. Vậy là người đang ở gần đây à? Dạ. Thưa phụ quan, quan tứ Jem đã được đưa đi rồi ạ. Được rồi, lui ra đi. Thưa phụ quan, con cũng lui ra đi chim. Thưa phụ quan, ta muốn ở một mình. Dạ. Thưa hoàng tử, câu chuyện người kể là thật ư? Đúng vậy. Nếu ta có thể gặp phụ hoàng giải bày thì... Người biết không, có nhiều điều ta rất muốn chỉ cho quần thần được biết. Chẳng hạn như kỹ thuật đóng tàu ở nước ngoài mà ta học được trên đường về. Anh sao vậy? Thưa hoàng tử, có phải anh đang lo cho cậu con trai làm thợ mộc không? Thưa hoàng tử, anh đừng lo. Ta đã nghe con trai anh tuy còn trẻ nhưng rất khéo tay. Cậu ta có thể học kỹ thuật đóng tàu mới và trở thành người đóng tàu chiến cho chúng ta. Phụ hoàng hạ trại cách đây có xa không? Hy vọng hai anh trai của ta sẽ không cản trở. Nhà ngươi! Xin hoàng tử thứ lỗi. Thưa bệ hạ. Thế nào? Thần đã hoàn thành nhiệm vụ. Thưa bệ hạ. Được rồi, ngươi hãy lui ra. Ê, tên kia, lại đây ta hỏi. Dạ hoàng tử Dô. Có phải ngươi là người được lệnh xử Jem, em trai ta không? Nó đâu? Thưa các hoàng tử, hoàng tử Jem đã chết trong rừng. Tốt lắm, quả là tốt lắm. Vậy là hết. Xin hoàng tử thứ lỗi. Ngươi định làm gì? Hoàng tử Jem, ngài phải chịu chết thôi. Đó là lệnh của đức vua. Không thể như vậy. Phụ hoàng sao không nghe ta giải thích mà đã đòi giết ta? Các anh của người đã đưa ra các bằng chứng, nói người là kẻ phản nghịch, muốn giết cha và các anh để chiếm ngôi báo. Vô lý, bằng chứng đó là giả. Xin lỗi hoàng tử, tôi chỉ làm theo lệnh. Tôi tin ngài, nhưng tôi không thể làm trái ý đức vua. Vậy xin ngài hãy giết tôi đi, rồi ngài sẽ được tự do mà tôi không phải khó xử. Vậy hãy giết ta đi. Ngài nói sao? Ta không thể giết ngươi, cũng không thể chạy trốn như một kẻ hèn nhát. Vậy ngươi hãy giết ta và nói với phụ hoàng rằng ta tự nguyện chết để chứng tỏ sự trong sạch của mình. Hoàng tử, hoàng tử ơi, tôi không thể làm như vậy khi đã biết rõ trắng đen. Nếu nhà vua biết chuyện này thì người cũng sẽ hối tiếc khi đã giết hoàng tử. Lúc này các anh trai ta đang chi phối quyền hành, một mình ta không thể chống lại. Chúng ta phải làm sao đây? Hoàng tử, tôi đã có cách. Đây là kiếm và bánh thần của ngài. Giờ ngài hãy tạm lánh trong rừng, còn tôi sẽ bấm báo như ngài đã chết. Chúng ta sẽ chờ cơ hội minh oan cho ngài. Ngươi làm ta nhớ đến con mèo của Gloria. Con mèo của Gloria. Phải rồi. Thời hạn một năm sắp hết rồi, ta phải nhanh chóng đi gặp Gloria. Nhưng mà đi bộ thì không kịp mất. Giá mà có một con ngựa, bây giờ tôi biết kiếm ngựa ở đâu. Ôi, chú mày có vẻ tốt bụng khi giới thiệu bạn ngựa đây, nhưng mà nó nhỏ như vậy làm sao ta cưỡi? Thì ra tụi mày đều thích bánh hả? Nè, ta cứ nghỉ mệt trước đã, ngày mai sẽ tính cách. Kìa phụ quan, người phải ăn chút gì đi chứ. Người đã ủ rũ suốt cả tháng rồi. Ta không muốn ăn. Thưa phụ quan, chúng con đã vất vả tìm được nước trường sinh cho người khỏi bệnh. Người không ăn uống gì, nếu trở bệnh lại thì sao? Anh Châu, nếu lần này cha bệnh thì ai tìm được nước trường sinh nữa hả? Em tự mà đi, anh sẽ không đi vào cái. Anh Châu, em trai các con đã chết, dù ta bắt buộc phải ra lệnh, nhưng làm sao ta vui cho được? Chỉ vì ngồi bảo mà đứa con hiền lành của ta lại ra tâm địa xấu xa như vậy.
Bây giờ hai con còn cãi cọ nữa. Phụ quan, chúng con xin lỗi. Các con cứ như vậy, sau này ta mất đi thì anh em lại gây chiến nữa đúng không? Để cho bọn ngoại bang có cơ hội nhảy vào. Tàu Đức Vua và các hoàng tử có thư của sứ giả nước ngoài. Có chuyện gì vậy phụ quan? Sẽ có một đoàn sứ giả nước ngoài đến nước ta. Thế thì có gì lạ đâu ạ? Lạ là cả ba vua của ba nước ấy sẽ đích thân đến đây thăm đất nước chúng ta. Cái gì? Thưa phụ quan, họ không nói rõ mục đích tới thăm chúng ta sao? Chỉ nói là với mục đích ngoại giao thăm viếng thông thường. Nhưng tại sao không phải sứ giả mà lại đích thân nhà vua tới, cả ba người một lúc? Đó cũng là điều làm ta băn khoăn đây. Ba vua của các nước tiểu quốc phương Bắc xin bảy kiến. Xin chào các vị vua của ba tiểu quốc phương Bắc đến cung điện nhỏ bé của tôi. Hãy xem như đây là nhà. Chào đức vua cao quý. Chúng tôi thật hân hạnh khi được ngài đón chào tại xứ sở phương Nam này, dù chuyến thăm của chúng tôi hơi đường đột. Quả có vậy. Không biết sao nước tôi lại có hân hạnh được chư vị ghé thăm. Thưa bệ hạ, chúng tôi đích thân đường xa đến quý quốc là để đền ơn hậu tạ hoàng tử Gem đã giúp đỡ chúng tôi. Hả? Ngài nói sao? Gem? Ngài và hoàng tử hãy nhận. Ta xin lỗi các vị. Ta, hoàng tử Gem con ta, ta đã... Tàu đức vua, xin cho thần được nói. Hoàng tử Gem hiện đang ở trong rừng sâu. Người nói sao? Thưa thần, thần tội đáng chết. Thần đã cãi lệnh của đức vua. Vậy là sao? Ta đã hiểu hết rồi. Thật đáng thương cho Gem con của ta. Joe, Chip, các con trả lời sao đây hả? Hả? Chúng đâu rồi? Chim hại mình rồi. Chưa kịp thế vậy thì đã. Thật xui xẻo. Chưa gì mà ba nước đó đã tới. Nhưng ta không thể để mất tất cả được. Thế nào? Có tìm được Gem không? Dạ thưa, chưa ạ. Chúng thần đang tiếp tục tìm kiếm trong rừng. Nhưng vậy còn Joe và Jim đâu? Có tin cho biết hai hoàng tử đã rời khỏi Dương quốc rồi, thưa đức vua. Tốt hơn là chúng nên đi đâu đó mà ăn năn cho những việc chúng đã gây ra cho cha và em trai của chúng. Người mau đưa thông báo này đi khắp nơi rằng ta đã xá miễn mọi tội lỗi của hoàng tử Gem và ta đang mong mỏi nó trở về. Thần tuân lệnh. Gem, mong con dân bình an và tha thứ cho ta. Không ngờ vương quốc của công chúa Gloria còn giàu có hơn nước mình. Nhất định mình phải cưới được công chúa mới được. Không được, nếu ta phi ngựa trên đường này thì hỏng hết. Cô công chúa này thật phí phạm. Hay cô ta muốn thử lòng những kẻ đến cầu hôn? Lẽ nào còn điều gì mà Gem chưa nói cho ta biết sao? Anh tưởng có mình anh biết đi bên lề đường thôi sao? Thì ra anh cũng đến đây cầu hôn Gloria sao? Hãy bỏ ý định đó đi. Ta là anh lớn, ta sẽ lấy Gloria và trị vì vương quốc giàu có này. Còn em thì sao hả anh Joe? Nên nhớ, nếu không có em thì chúng ta chẳng loại được thành Gem đâu. Nhờ có chú mày mà chúng ta phải trốn chui trốn lủi như thế này. Đi khỏi vương quốc
ngay cả làm hoàng tử cũng không được nữa. Thế thì em phải chiếm lấy Gloria trước anh thôi. Phi ngựa bên lề đường. Thưa công chúa, có hai người đều xưng là hoàng tử James đến để cầu hôn người. Vậy ư? Để xem sao. Không biết ta đã đi bao lâu rồi, không biết Gloria thế nào rồi. Ước gì ta có thể tới đó nhanh hơn. Ta hiểu ý tốt của ngươi, nhưng mà thỏ à, chú ngựa bé quá, ước gì nó to hơn để ta cưỡi. Không thể tin được thỏ ơi. Mày giỏi lắm. Giờ chúng ta đến lâu đài công chúa Gloria thôi nào. Đi. Chà. Chà. Anh ghét mùi sách thư viện. Bụi không à. Công chúa Gia Lâm. Cái quái gì thế này? Cô ta định đùa mình sao? Đi đi. Bọn lắm lòng đóng đảnh. Hoàng tử Jem không nhớ con mèo của em sao? Ồ, nhớ chứ. Chú mèo trắng đáng yêu làm sao. Im đi. Dạ, thứ lỗi đã để các hoàng tử đợi lâu. Không hề gì, thưa công chúa Gloria. Không thể tin được một công chúa lại xấu xí như vậy. Cô ta mà không là công chúa thì đừng hòng ta lấy cô ta. Sao chàng biết tên em là Gloria? Thần lùng đã nói cho ta nghe. Nhưng có đến hai hoàng tử nhận là Jem, em biết phải làm sao? Anh ta là Joe, anh trai của anh. Vì anh đã kể tất cả cho anh ta nên anh ta tham lam đến đây để... Coi kìa, không phải là em đã nghe câu chuyện đó từ anh rồi chạy tới đây nhận làm Jem hả? Thôi nào các hoàng tử, ai cũng nhận mình là Jem. Nhưng người đã đến đây lấy nước trường sinh và giả lời nguyền cho lâu đài chỉ có một. Hai người phải có bằng chứng gì chứ? Thì ta đã vượt qua hai con sư tử trắng. Và ta gặp nàng, nàng hứa sẽ trao vương quốc cho ta nếu ta quay lại sau một năm. Một cuộc gặp ngắn ngủi nhưng ấn tượng. Đến nỗi ta chỉ mong gặp lại nàng và kết hôn với nàng ngay. Ấn tượng thế mà chàng quên cả khuôn mặt ta rồi ư? Như vậy là sao? Đây là bài kiểm tra. Tự giới thiệu với hai người, ta mới là công chúa Gloria thật đây. À, vì sau một năm dài nên ta đã... ấn tượng phai nhạt đi một chút. Còn ta vẫn nhớ như in khuôn mặt của hoàng tử đã đến đây giải lời nguyền. Qua một năm mà ta đã hơi mập ra một chút thôi. Nàng không nhận ra cũng phải. Và trên tay hoàng tử ấy còn vết sẹo bị con sư tử cào trúng nữa. Đúng rồi. Ngay từ khi hai người phi ngựa bên lề con đường giác vàng thì ta đã biết các người không phải là người ta chờ đợi. Người mà ta chờ đợi sẽ chạy thật nhanh đến chỗ ta mà không bàn đến của cải châu báu. Các người hãy giữ tự trọng mà ra về đi. Người đâu? Tiễn khách. Chúng ta đã đến rồi. Phi nhanh vào, chú ngựa tài giỏi. Ai cho ngươi chạy giữa con đường vét vàng vậy hả? À, ta không ngờ, không để ý. Thật xin lỗi, nhưng con ngựa của ta rất giỏi và đâu làm hư hại gì. Cãi nữa hả? Ta sẽ giải ngươi vào cho công chúa trị tội. Mèo trắng bé nhỏ, ngươi thế nào rồi? Không còn bắt chuột của công chúa nữa chứ? Lâu đài thay đổi thật nhiều. Gloria thật giỏi. Công chúa Gia Lâm. Công chúa Gloria, tôi là Jem. Xin thứ tội vì tôi đã làm hỏng con đường vắt vàng của nàng. Chàng không phải là hoàng tử sao? Trước đây thôi, giờ ta không còn là hoàng tử nữa. Sao chàng lại đỡ làm hỏng con đường nguy nga của ta? Vì có lẽ là ta không để ý. Sau một năm dài xa cách, ta chỉ mong được trở lại gặp nàng.
Dù rằng giờ đây ta không còn là hoàng tử nữa, nhưng được gặp lại nàng một lần thôi cũng đủ rồi. Hãy đưa tay chàng ra cho ta xem. Đúng là chàng rồi, hoàng tử James. Đã có nhiều người tới đây mạo nhận chàng. Thật may là em đã chờ được chàng. Vậy chàng hãy nhận lại vương miện để cai quản đất nước này như một sự đền bù cho vết thương. Giờ ta không còn là hoàng tử, ta nghĩ ta không còn xứng với danh vị đó nữa. Nàng đang làm rất tốt rồi. Ta chỉ thăm nàng một chút, ngày mai sẽ ra đi. Không có gì là không xứng cả. Nếu chàng không giận thì trên thế gian này chẳng ai xứng đáng hơn. Vậy em sẽ đóng cửa lâu đài, mặc cho nó đổ nát và đi khỏi đây cùng chàng. Công chúa Gloria, nếu nàng muốn vậy, ta xin nhận lấy trách nhiệm trị vì vương quốc này. Chỉ khi nàng nhận lời làm hoàng hậu của ta, có được không? Em đồng ý. Chàng sẽ đưa em về ra mắt cha của chàng chứ? Ta rất muốn, nhưng phụ hoàng đang hiểu lầm ta và... Nhưng người hầu của em đã báo cha chàng đã ân xá và mong chàng trở về. Thật sao? Vậy chúng ta mau lên đường thôi. Con hãy tha lỗi cho cha. Trời, ta hối hận vì đã quá vội vàng, không suy xét kỹ mà nghe lời chim và chô, khiến con phải đau khổ. Phụ hoàng đừng nói vậy, bây giờ con đã không sao nữa rồi. Con hiểu phụ hoàng, con cũng hiểu cho hai anh con vì tham lam mà mù quáng, con sẽ không trách họ đâu. Con đúng là nhân hậu, đúng là xem mà ta vẫn luôn biết. Hai anh con đã bỏ đi rồi, chúng cần một bài học để có thể sống tốt hơn. Hoàng tử James, cậu thật sự rất xứng đáng trị vì cả hai vương quốc. Liên minh giữa năm nước chúng ta làm ta thật yên tâm. Còn tôi thì thấy chưa đủ đâu. Rõ ràng là vậy, chúng tôi muốn được tham dự đám cưới của hoàng tử James và công chúa Gloria. Joe, Jim, tại anh mà tôi mất cả vương quốc. Tại em mà tôi mất cả vương quốc. Tại anh mà tôi không lấy được Gloria. Tại em mà tôi không lấy được Gloria. Nếu anh không xen vào thì tôi đâu có bại lộ. Còn nói nữa hả? Cái đồ xảo trá. Tại anh đó. Con mời cha dùng trà. Ừ, con đó, đừng có ý định đi tìm thằng Bần nữa. Nếu không á thì cha nhốt lại trong phòng đó, biết chưa? Mình phải nhẫn nhịn rồi từ từ tìm cách sao. Con biết rồi thưa cha. Bỗng ông, thằng Bần lại tới. Cái thằng đó còn dám giác mặt tới đây đó hả? Ngươi cứ đuổi nó ra khỏi cho ông. Kìa cha ơi. Dạ nhưng thằng Bần nó mang theo cây vàng hỏi cưới cô lụa đó ông. Ông đã biểu là đuổi nó ra. Khoan đã, ngươi nói gì? Nó mang cái gì tới? Dạ thưa ông, hôm nay con mang sính lễ đến để hỏi cưới em lụa. Mời ông xem qua. Vàng này cũng được á. Nhưng số vàng này từ đâu mà ngươi có? Không được, nếu nói sự thật mình có ngựa thần, phú ông sẽ tìm cách chiếm lấy như chiếc mâm thần lần trước. Dạ thưa ông, vàng này là do con làm ăn mà có, mong ông chấp thuận gả em lụa cho con ạ. Cha ơi, chàng Bần đã có lòng như thế, mong cha chấp thuận cho chúng con được nên duyên vợ chồng. Thôi được rồi, ta thấy ngươi cũng có lòng thành. Cảm tạ phú ông. Vậy tuy nhiên số vàng này quá ít, nếu ngươi có thể đem đến gấp đôi lượng vàng hôm nay, ta sẽ đồng ý gả con cho. Cha ơi, yêu cầu nhiều vàng như thế, làm sao chàng ấy có thể? Con đồng ý. Phú ông và em lụa yên tâm, ngày mai con sẽ đem đủ số vàng đến. Mong ông hãy giữ lời hứa. Con xin phép ra về để chuẩn bị. Xin chào ông ạ. Quái lạ. Chẳng lẽ nó vừa đào được cái mỏ vàng? Ta phải theo dõi nó mới được.
Thì ra là ngươi có con ngựa thần ị ra được vàng. Được lắm, được lắm. Vàng của ta đâu? May quá, ngựa thần vẫn ở đây. Ngựa thần, người sao thế này? Hay là người đói bụng ta? Bây giờ hãy ị ra vàng cho ta nhé, ngựa thần. Ui da! Ngựa thần, thế này là sao vậy? Chàng Bần có kiếm đủ số vàng ấy không? Ta thật lo quá. Sao rồi? Vàng ta yêu cầu đâu? Ông còn hỏi tôi là ông đã lấy cắp mâm thần, rồi còn đánh tráo cả người thần của tôi nữa. Ngươi nói gì? Ông đây nghe chẳng hiểu. Có phải ngươi không sắm đủ vàng nên tới đây làm loạn phải không? Là ông lấy cắp báu vật của tôi, hãy trả lại cho tôi. Bằng chứng đâu? Không phải miếng ngọc bội này là của ông sao? Sao nó ở chỗ tôi còn ngựa chứ? Thằng này láo. Miếng ngọc này thì liên quan gì đến chuyện con ngựa của mày? Mấy đứa hầu đâu? Thằng Bần Du quan giá họa cho ông. Đánh rồi đuổi cổ nó ra ngoài mau. Đừng cha ơi, tôi xin cha đừng đánh chàng Bần nữa mà cha. Con xin chịu đòn cùng với chàng Bần. Thôi được rồi, dừng tay. Hôm nay ông tha cho mày. Nếu còn đến đây kêu gào làm loạn, đừng trách ông nhẫn tâm. Còn con, thần lá ngọc cành vàng, đợi ta tìm chỗ xứng đáng gả đi. Quên cái thằng nghèo này đi. Phen này nhà ông sẽ giàu nhất cái xứ này. Cái thằng Bần này nhìn nghèo nghèo vậy mà có được hai vật thần kỳ. Tiếc là ngươi không có số hưởng. Bây giờ vật báo đều ở trong tay phú ông ta. Cục cưng, cục cưng, mau ị cục vàng cho ông nào. Thì ra ngựa thần là của chàng Bần. Chàng lại bị oan rồi chàng Bần ơi. Mộc Tinh, xin ông hãy giúp ta thêm một lần nữa. Con gái, dậy ăn chút gì cho khỏe đi con. Thầy Lan đã nói rồi, con bị ngã ngựa, chỉ trầy xước nhẹ thôi. Ráng ăn uống bồi bổ thì sẽ mau khỏi. Con xin cha, cha hãy trả ngựa và mâm thần cho chàng Bần được không cha? Cũng do nó mà con mới bị ngã ngựa. Con mà nhắc tới tên nó hả, cha sẽ sai người đi đánh chết nó luôn. Cha, thôi được, con sẽ nghe lời cha mà. Muốn ta giúp người cũng được. Ta còn một báu vật cuối vô cùng lợi hại, có thể giúp người lấy lại những gì đã mất. Nhưng đổi lại thì...
Nếu ông có thể giúp ta thêm lần nữa, ta nguyện làm mọi điều mà ông yêu cầu. Thật ra ta đã tu luyện gần 300 năm. Này sắp đến thời khắc có thể khôi phục tiên khí trở về thiên đình. Nếu người có thể giúp ta canh gác liên tục 2 ngày 2 đêm, không cho bất kỳ con vật hay yêu ma nào phá rối, ta hứa sẽ giúp người. Ông yên tâm, ta nhất định dùng cả tính mạng để canh gác cho ông. Tiên khí lúc mới hình thành sẽ thu hút nhiều quái thú. Người hãy... Chắc ông Mộc Tình sắp tu luyện xong rồi. Con gấu này có thể biến hình. Lá thần, hãy trợ giúp cho ta. Phu, hãy tỉnh dậy nào. Ôi, Mộc Tinh, ông đã tu luyện xong rồi sao? Đúng thế, ta đã trở lại thành tiên rồi. À, Mộc Tinh, chúc mừng ông. Cũng nhờ ngươi canh gác suốt 2 ngày 2 đêm, gan dạ chiến đấu với gấu dữ để ta tập trung tu luyện. Như đã hứa, ta sẽ tặng ngươi một bao vật to no, ngươi có thể dễ dàng lấy lại những gì đã mất. Thật tốt quá, cảm ơn ông. Ta sẽ chỉ cho người cách sử dụng cây gậy chống ngược này. Đa tạ Mộc Tiên, nhất định ta sẽ giữ cây gậy thần này thật cẩn thận. Sau khi người đạt được ý nguyện, hãy nhớ sống tử tế để phát huy những quyền phép của bao vật đúng người, đúng việc. Ta xin hứa. Ây chà, để xem hôm nay ăn cái gì. À, nghĩ ra rồi. Mâm thần, hãy cho ta món gà nướng và một bình rượu hồng đào. Nè, ngươi lại tới đây làm cái gì? Người đâu? Tôi hỏi ông, mâm thần và ngựa quý của tôi đâu? Chẳng có mâm hay ngựa gì của ngươi ở đây hết. Thằng Hầu, lôi cổ nó ra cho ông. Trời đánh còn tránh bữa ăn, bực cả mình. Chàng Bân, cẩn thận. Ông ơi, cứu con, cứu con một phần. Chuyện gì vậy? Sao? Tự dưng hay đứa trồng cây cứu như vậy mà nó tụi bay bắt thằng Bân ra ngoài mà. Hậu quả không trông mặt quá ông ơi, cứu con. Thằng Bần có quá phép đó ông ơi. Đây là cây gậy thần, nếu ông không trả lại phong thần và ngựa quý đã lấy cắp thì đừng sát tôi. Gậy thần, ngươi đừng học võ ta. Ôi, chóng mặt quá, mau thả ta xuống. Con gái, mau kêu thằng Bần thả cha xuống mau. Là cha đã mấy lần thất hứa với chàng Bần, lại lấy cắp báo vật của chàng. Giờ cha mau trả lại mâm thần và ngựa quý cho chàng đi cha. Ê, trời đất ơi, tôi thở không nổi nữa rồi. Tôi hỏi lại lần nữa, mâm thần và ngựa của tôi đâu? Ông ơi, mau trả đồ cho nó đi ông ơi. Tụi con chịu hết nổi luôn ông ơi. Hết nổi ơi. Thôi được rồi, thả ta xuống. Ta sẽ trả mâm thần và ngựa quý cho ngươi. Được.
Trời ơi, xây sẫm cả mặt mày. Cha, cha không sao chứ? Con được lắm. Cuối cùng cũng lấy lại được vật báo rồi. Ta đã trả lại chiếc mông và con ngựa rồi. Ngươi mau về đi, đừng làm phiền ta nữa. Thưa ông, lúc trước ông hứa nếu con làm công đủ 3 năm sẽ gả em lụa cho con. Mong ông thực hiện lời hứa của mình. Mong cha tác thành cho chúng con. Thôi được rồi, ta đồng ý. Cảm ơn cha. Cuối cùng chàng tiều phu cũng cưới được con gái phú ông, nhớ lời Mộc Tiên đã dặn. Từ đó về sau, vợ chồng chàng Bần nàng Lụa dùng mâm vàng và ngựa quý để giúp đỡ người nghèo, dùng gậy chống ngược để trừng trị những kẻ tham lam độc ác. Ơn đức của vợ chồng chàng tiều phu được người người hết lòng ca tụng.